Vậy em có tham khảo ý kiến của một bác sĩ không? Mình có biết là có thêm giọng không? Nhưng mà tuần trước thì cái ứng dụng ban đầu của cái dự án này đó là các em ứng dụng trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, là nhằm sử dụng cái dịch chiết chuối xanh này, là một cái loại cây ăn quả rất là thông dụng phổ biến, thì các em sử dụng để các em nhằm giúp tẩy rửa các cái vết dầu mỡ là trong sinh hoạt hàng ngày. Và cái ứng dụng xa hơn của cái dự án này đó chính là có thể là sử dụng làm các cái loại, các cái chất mà thay thế các cái loại thuốc làm tan mỡ máu, có tác dụng ứng dụng trong y học. Nhất là nó sẽ giúp cho các chị em phụ nữ ở trong gia đình thì hạn chế tiếp xúc với việc dùng tẩy rửa bằng chất hóa học, mà có thể tẩy rửa bằng dịch chiết chuối hoàn toàn tự thiên nhiên. Thứ nhất là mình tiết kiệm được một cái kinh phí, hoặc là rồi tẩy rửa thân thiện. Thế là các nhà sản xuất có thể dựa vào nó để mà sản xuất ra các sản phẩm bán trên thị trường với giá thành rất là rẻ, mang lại lợi ích kinh tế và có thể phát triển trong y học để mà điều trị, để mà phát chế ra một loại thuốc hoàn toàn từ thiên nhiên chữa bệnh cho con người.